Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị nha. Hôm nay thì em sẽ đi một vòng quanh con đường bán hàng Tết, đường Hải Thượng Lãng Ông, khu vực Chợ Lớn, quận 6 Sài Gòn ngày nay nha anh chị. Và bên phía tay phải em đây chính là khu vực Chợ Lớn anh chị. Lớn thì mấy nay cũng đông khách hơn trước anh chị, mà phần lớn là đông á, là chỉ đông ở khu vực bên ngoài thôi, chứ còn bên trong thì cũng chưa được đông lắm anh chị, lúc này cũng còn hơi vắng anh chị nha. Và những ngày như thế này thì khách du lịch tới Việt Nam đã khá là đông anh chị. 3 ngày Tết dương lịch Việt Nam đón là 1,5 thành phố Hồ Chí Minh đón là 1,5 triệu lượt khách anh chị. 1,5 triệu lượt khách. Doanh thu là 64 tỷ. 1,5 triệu và doanh thu là 64 tỷ anh chị nha. Ước chừng là cỡ đó anh chị. Ok, bây giờ thì mời anh chị cùng đi khu vực Chợ Lớn để xem không khí mua bán ở đây đã đông vui hơn chưa. Khu vực bán bánh kẹo nè anh chị, bánh kẹo ha. Và cái đoạn trước mặt chúng ta nhiều người nước ngoài anh chị, họ qua Việt Nam với cái tâm thế, với cái suy nghĩ là Việt Nam là một đất nước, Sài Gòn chứ, là một đất nước con người thân thiện, dễ gần, dễ thương, dễ mến anh chị. Mà đúng là như vậy, nhưng mà chỉ cần một số ít những con người luôn canh để chụp giật thôi là họ có thể mắc tất cả và trở thành người vô gia cư ở Sài Gòn anh chị. Anh chị thấy nãy là em ra tín hiệu cho cái anh kia là cắt điện thoại vào, cắt điện thoại vào ngay. Bởi vì là những người làm cướp giật rất là họ, cái mùa này họ kiếm ăn rất là dễ anh chị. Cái lượng khách qua Việt Nam cái mùa này rất là đông, thứ nhất. Thứ hai là có nhiều cảnh đẹp, có nhiều cái sự kiện nổi ra, cho nên họ lấy điện thoại ra chụp rất là nhiều anh chị. Và chính vì lý do đó là những người giật điện thoại họ rất là dễ sống, họ giật rất là nhiều trong cái mùa này luôn anh chị. Rất là tồi. Mà người nước ngoài họ dùng điện thoại thường thường đâu có rẻ đâu anh chị, khoảng 10-10 mấy triệu đổ lên luôn anh chị. Bởi vì họ đi du lịch mà cái điện thoại là cái dụng cụ để mà chụp hình chính cho họ, cho nên họ sắm một cái chụp hình rất là ngon anh chị. Cái ngày mà em làm mà bảo vệ ở chợ Bến Thành anh chị, bảo vệ ở một công ty ở phía sau New World gần chợ Bến Thành, một ngày riêng người nước ngoài không anh chị, ước chừng khoảng là 10 người nước ngoài bị giật điện thoại anh chị. Riêng một cái phường Bến Thành thôi nha anh chị. Em ngồi em làm bảo vệ ở đó đó, mà người ta tới ta hỏi đồn cảnh sát ở đâu. Đồn cảnh sát ở đâu anh chị. Họ nói rằng họ bị giật điện thoại, họ cần báo công an. Và họ chỉ cho họ đồn cảnh sát ở đâu. Đó là câu hỏi. Mà một ngày ước chừng anh chị, riêng mình em không á, là em thấy gần 10 người tới hỏi rồi anh chị. Mà công an thì dễ gì họ đi tìm cho anh chị ạ. Một cái điện thoại giá trị bao nhiêu đâu mà họ đi tìm cho. Ok anh chị, khu vực này là họ bán điện máy anh chị ơi. Khu vực này là trước chợ Kim Biên anh chị nha. Khu vực này là trước chợ Kim Biên anh chị.
lúc này chưa đông lắm chị ha, lúc này là còn khá là vắng vẻ anh chị. Bây giờ nếu mà nói đi mua sắm thì chỉ có những người họ bán sỉ họ mua thôi, à họ bán sỉ họ mua anh chị, và những người khách du lịch hoặc là những người ở tỉnh họ lên họ mua anh chị. Chứ còn người dân Sài Gòn lúc này nhà cửa họ còn chưa có thời gian dọn dẹp anh chị, thì họ mua về làm gì cho chặt nhà đúng không anh chị? Họ trang họ dọn nhà xong, rửa dọn nhà xong thì bắt đầu họ mới bắt đầu đi mua đồ về họ trang trí nhà anh chị. Lúc này các cái bước cơ bản là họ chưa có thời gian nghỉ ngơi, à họ chưa rửa, họ chưa làm vệ sinh nhà cửa thì họ cũng chưa mua đâu anh chị. Lúc này còn khá là vắng anh chị ha. Chúng ta thấy một cửa hàng lưa thưa có vài khách tới mua thôi, lúc này còn khá là vắng anh chị. Cái bạn xăm bố già này là bạn bán chùm ở khu này luôn anh chị, chùm ở khu này luôn, rất là đông khách anh chị. Lúc này cũng còn ế lắm anh chị nha. Chúng ta thấy rằng là một cửa hàng có khi là có được một người khách, hai người khách, và có cửa hàng còn chưa có khách nữa anh chị, à còn chưa có khách nữa nha. Ví dụ những cửa hàng này anh chị, những cửa hàng này lúc này còn chưa có khách mà. Đó. Sài Gòn tầm khoảng là hơn 5 giờ rưỡi anh chị nha. Là Sài Gòn tầm hơn 5 giờ rưỡi anh chị. Khoảng 5 giờ 45 chiều đó anh chị. Trời đồ luôn anh chị, rất là nhiều thứ. Rất là dễ thương chị ha, bán rất là nhiều đồ anh chị.
bây giờ là cái ngày mọi người đi chụp hình khá là đông anh chị ha. Bây giờ mọi người tới đây để tận dụng cái không gian ở đây để chụp hình Tết nha anh chị, nhất là các bạn trẻ anh chị ha. Lúc này Sài Gòn không có nghèo anh chị, chỉ có những người nghèo họ nghèo thôi. Chứ năm 2023 anh chị có hơn 18 triệu tỷ 18 triệu tỷ được gửi vào ngân hàng, một số tiền rất là lớn anh chị, một số tiền lớn nhất hồi xưa giờ được gửi vào ngân hàng anh chị. Đó, qua số tiền đó thì chúng ta thấy rằng có những người nghèo thì họ siết chặt chi tiêu thôi, chứ ngoài ra những người có tiền thì họ vẫn rủng rỉnh anh chị. Điều có cái bây giờ Tết nó càng ngày càng mờ, càng nhạt đi rồi anh chị. Nó không còn quan trọng, nó không còn được mọi người chú ý như xưa nữa anh chị. Tết là cái thời gian mọi người nghỉ ngơi, giải lao, chứ không mọi người không có hành hạ bản thân mình như xưa nữa anh chị. Cứ gần Tết, thản rảnh thì mình đi mình mua mình sắm, rảnh thì mình dọn dẹp nhà cửa thôi anh chị, chứ không phải tất bật lo lắng giống ngày xưa nữa anh chị. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cái không gian mua sắm, cái cảnh mua sắm nó không còn đông, không còn nhộn nhịp như nhiều năm về trước nữa anh chị ạ. Cụ thể như gia đình của em đi, ngày xưa thì Tết em có ra đây mua đồ, nhưng bây giờ mọi người không còn chú ý gì. Bây giờ chưa ai nói đến chuyện mua sắm Tết, chỉ có sáng nay đứa em của em nó hỏi thử là Tết cái gì ngon, nói nó để nó biết, nói nó để nó mua thôi anh chị. Chứ còn bây giờ thì chưa mọi người chưa ai mua cái gì cho ngày Tết cả, kể cả áo quần, tất cả mọi thứ anh chị, lúc này chưa ai mua một cái gì. Chỉ có thằng em á, nó làm bên nhà hàng anh chị, nó hỏi rằng cái này có ngon hay không, cái kia có ngon hay không, ăn cái gì rồi thì báo cho nó biết, là ngon thì nó sẽ mua, còn ngon không ngon thì nó không mua thôi anh chị. Và hàng xóm cũng vậy, hàng xóm thì có người họ làm sẵn cái cầu củ dưa, củ cừu anh chị để ăn Tết thôi, chứ cũng chưa ai rục rịch là nói về Tết, đi mua Tết, sắm Tết cả anh chị. Ok, video của em tới đây đã là hết cái khu vực chợ lớn rồi anh chị. Hết của con đường Hải Thượng Lãng Ông, khu vực chợ lớn rồi nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng tới một cái khu mới. Cái khu này chuyên bán các loại câu chầu và hộp đựng quà Tết anh chị ơi. Chúng ta cùng đi qua cái khu mới, đó là con đường giáp con đường Lê Quang Sung, con đường Trang Tử thì cái đoạn này là đường Trang Tử nha. Trang Tử là cái đoạn đường nối con đường Hạ Thượng Lãng Ông và con đường Lê Quang Sung của quận 6 anh chị. Nếu anh chị nào xem tới đây rồi mà anh chị cảm thấy cũng video cũng được thì anh chị cho em xin một like và một đăng ký kênh nha anh chị ơi. Ok, chúng ta tới khu bán bàn tủ áo quần bông hoa. Cái khu này thì họ bán cố định một mặt hàng xuyên suốt trong một năm trời luôn anh chị nha. Quà Tết anh chị nè, quà Tết bông hoa Tết rồi. Quà Tết anh chị, khu này, khu này khó anh chị, bên thị trường họ vào kiểm tra anh chị. Gần Tết này khó là gắt anh chị, bên quản lý thị trường á, họ vào họ kiểm tra gian hàng trong chợ nè, rồi hàng hóa bên ngoài chợ luôn anh chị. Hóa đơn, chứng từ, vân vân. Đây là trên con đường Lê Quang Sung nối dài đó anh chị. Bên đây là bến xe chợ lớn ha. Ok, khu vực này là khu vực thay chầu anh chị ơi. Thay chầu cho ngày cưới.
hay trầu cái gì đây, trầu câu. Em xin chia sẻ một số cái vấn đề mà liên quan tới công việc của em chị ha. Thì em thì chạy xe ôm cũng có nè, em bỏ hàng cũng có, nhưng mà gần đây thì em quay video nhiều cho nên là các cái mối hàng của em nhường lại cho một ông anh, và cũng chỉ là một vài mối mà thân thiết với mình thôi anh chị. Và tình hình năm nay là như sau anh chị nè, năm mọi hôm thì có người họ sẽ nhập khoảng 500 triệu tiền hàng anh chị, nhưng mà năm nay họ chỉ nhập khoảng là 100 triệu thôi. Và có người năm trước thì họ gói khoảng 200 phần quà, nhưng năm nay thì họ gói khoảng là 50 phần quà thôi anh chị, họ gói 50 phần quà thôi. Và năm trước thì gần như là ai ai họ cũng bán hàng Tết cho anh chị, họ bán hàng Tết, họ bán xuyên suốt mùa Tết luôn anh chị à. Nhưng mà năm nay á, thì họ chỉ bán tới 30, 29 và 30 là họ dọn dẹp, và mùng 1 là họ lên đường về quê anh chị. Và đặc biệt năm nay trong số những người em quen biết thì gần như là không có ai ở lại bán hàng Tết cả anh chị, bởi vì có vẻ có lẽ như là năm nay mọi người về quê nhiều, Sài Gòn rất là vắng vẻ cho nên là không ai ở lại bán hàng Tết cả anh chị. Tạp hóa bánh mì Hà Nội nói chung, và một số nơi họ bán dạng cho bán sỉ anh chị, bán rất là đắt, thì họ nghĩ chỉ có 30 mùng 1, mùng 2 là họ lên bán lại rồi. Còn những cửa hàng nào họ bán lẻ anh chị, họ bán lẻ đó thì họ không bán hàng Tết nha, Tết thì họ nghỉ luôn anh chị. Đó, đó là một số cái tóm tắt mà em thấy xung quanh em. Ngoài ra trong năm qua thì có người làm ăn cũng lợi nhuận cũng có, mà riêng thì em thấy rằng bạn bè em thì có lẽ có một đứa thì nó nợ 120 triệu, và có đứa nó bể nợ tới 200 triệu. Còn riêng trong gia đình em thì em không có rõ lắm anh chị, em không rõ, nhưng quan trọng là chưa ai nói là năm nay họ thiếu nợ cả. Nói chung thì cũng cầm cự, cũng cầm cự, thứ nhất là buôn bán thì cũng cầm cự tạm thôi anh chị, cũng cầm cự được, cũng đủ chi thôi anh chị, chứ không có dư. Và riêng về cái mảng nhà hàng thì cũng tạm được, có một đứa em làm nhà hàng thì cũng tạm được anh chị. Đầu năm, cuối năm là cái mùa cưới, và giữa năm là mấy tháng ăn chơi, nhất là tháng 7 anh chị, rất là ít, rất là ít những cái tiệc tùng anh chị. Ok, và đây là con đường Lê Quang Sung anh chị ơi, con đường Lê Quang Sung quận 6 nha. Em xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Và trong video này là em ráp hai đoạn anh chị nha. Em ráp một cái đoạn thì em quay hôm trước rồi, và một cái đoạn là em quay hôm nay. Video thành video này nó dài khoảng 30 phút, thì 15 phút thì là ghép của hôm nay, và 15 phút là ghép của ngày hôm qua anh chị. Rồi.